An là một fan của MU. Thôi fan Phương được rót nó Phương ơi. Còn nữa mà rót. Anh ăn cái đùi đó, anh muốn thêm một lon nữa chứ anh không, giờ bây giờ anh không có ăn cái đùi, anh chỉ ăn cái xương rồi. Em không còn biết. Anh cái đùi rồi, em uống thêm lon nữa. Giờ là anh vẽ ra anh lấy cái xương anh ngậm thôi à. Không mình biết trời vậy, đâu có ép anh được. Người ta nói là ăn tới xương. Nên anh tới xương luôn mà anh kêu anh uống nữa. Anh phải thấy xương đúng không? Ờ anh cái xương. Lộc với lại Đạt 18 tuổi thấy đẹp trai phong độ. Lộc với Đạt mà qua Đài Loan là qua Hàn Quốc là thích luôn. Tha hồ mà ngắm hoa anh đào nở rồi ngắm tuyết rơi đẹp lắm. Đẹp quá không gái.